Chào cả nhà mình. Hôm nay mình chia sẻ đến các bạn đoạn video thứ 29. Và đoạn video này nói đến cái chi phí cơ hội. Chi phí cơ hội nó hiện diện mỗi ngày trong cuộc sống của chúng ta. Trong những cái quyết định cá nhân và trong những cái quyết định gì ạ? Những cái quyết định trong doanh nghiệp, đặc biệt là bạn làm kinh doanh. Thì những cái quyết định này nó liên tục đi liền với những cái chi phí cơ hội. Vậy thì chi phí cơ hội là gì? Là những gì mà ta mất đi hoặc ta đạt được khi ta quyết định thực hiện một cái lựa chọn nào đó giữa trong rất là nhiều lựa chọn. Mất đi hoặc có được, chúng ta lựa chọn một cái gì đó giữa trong rất nhiều cái lựa chọn. Và để làm được việc này thì chúng ta phải có sự so sánh. So sánh giữa cái mất và cái được, thì trên cơ sở đó chúng ta ra được cái quyết định. Thì chi phí cơ hội nó có thể đo lường được, đúng không? Như vậy thì chi phí cơ hội nó có thể đo lường được hoặc nó rất là khó đo lường. Có những cái chúng ta định ra được số liệu thông số rất là dễ, nhưng có những cái thì đúng là để đo được nó rất là không dễ dàng, chúng ta phải quy nó ra. Tuy nhiên trong cuộc sống chúng ta cần phải hiểu ra được cái việc này. Để gì ạ? Để chúng ta có được cái quyết định nó phù hợp, quyết định nó tốt hơn. Quyết định nó như thế nào, nó phù hợp với cái cuộc sống của chúng ta hơn. Vậy thì để phân tích rõ hơn về cái chi phí cơ hội, mình chia sẻ đến các bạn 5 ý. Mấy ý các bạn? Năm ý. Ý thứ nhất là chúng ta phải xác định được những cái lựa chọn khác nhau. Ý một là xác định được những lựa chọn khác nhau. Vậy thì xác định được những cái lợi ích, những lựa chọn là trên cơ sở này chúng ta xác định được cái lợi ích tiềm năng của nó. Lợi ích tiềm năng của cái A và của cái B. Tức là chúng ta có cái A và có cái B, và cái còn lại là chúng ta chỉ được chọn một và chúng ta ra quyết định giữa hai cái đó. Thì chúng ta để xác định được thì chúng ta phải xác định được cái lợi ích tiềm năng của cái việc A và việc B. Cái việc mà bạn chọn A hoặc là chọn B thì bạn chọn cái này thì bạn bỏ cái kia, thì nghĩa là bạn mất đi cái lợi ích còn lại của cái bên. Nôm na nó là như vậy á. Ví dụ để cho bạn dễ hình dung. Ví dụ bạn đang có trong tay 100.000 đô la. Bạn đang có trong tay 100.000 đô la. Thì bạn có hai lựa chọn. Một là chúng ta quyết định đầu tư vào chứng khoán. Hai là chúng ta quyết định dùng 100.000 đô la đó để chúng ta mở doanh nghiệp. Bạn hiểu chưa? Chúng ta có hai cái lựa chọn. Vậy thì nếu chúng ta quyết định đầu tư chứng khoán thì chắc chắn chúng ta sẽ có được những lợi nhuận về chứng khoán. Nhưng ngược lại, chúng ta lại không có những lợi nhuận từ kinh doanh và chúng ta không được sở hữu cho mình một cái doanh nghiệp. Tuy nhiên, nếu chúng ta quyết định đầu tư vào doanh nghiệp thì chắc chắn là chúng ta có lợi nhuận từ doanh nghiệp, chúng ta sở hữu doanh nghiệp, chúng ta sở hữu những sản phẩm, cái thương hiệu của mình. Tuy nhiên chúng ta không có cái lợi nhuận từ chứng khoán. Chúng ta sẽ mất rất là nhiều thời gian, công sức để chúng ta xây dựng cho cái doanh nghiệp đó. Vậy thì vừa rồi mình nói cái ý số 1 để các bạn có nhận ra là chúng ta phải xác định được những cái lựa chọn. Để chúng ta ra cái quyết định. Cái thứ hai là chúng ta phải tính được cái lợi nhuận tiềm năng của những cái lựa chọn đó. Nhưng lợi nhuận tiềm năng nó là gì? Ví dụ như là nếu mà bạn quyết định đầu tư chứng khoán thì bắt đầu bạn mới ngồi, bạn mới tính toán, thống kê những cái số liệu cũ của những người họ đã chơi chứng khoán, thì bạn thấy là trung bình một năm á, thì họ lợi nhuận từ chứng khoán khoảng 12%, ví dụ vậy. Họ đầu tư vào chứng khoán thì để chúng ta làm tròn để cho nó dễ, thì ví dụ là một năm chúng ta trung bình kiếm khoảng 12.000 đô la trên năm nếu chúng ta quyết định đầu tư vào chứng khoán.
Và nếu chúng ta quyết định đầu tư vào doanh nghiệp thì theo thông số ước lượng của những cái doanh nghiệp mà họ làm thì có thể là lãi 10% trên năm. 10% trên năm. Và chúng ta làm tròn luôn là chúng ta sẽ có được 10.000 đô la trên năm. Đó, tức là chúng ta tính ra được cái lợi nhuận tiền tiềm năng, chúng ta ngồi chúng ta tính toán ra để chúng ta thấy ra được cái việc đó. Vậy thì chúng ta cái bước số 3 là chúng ta phải chọn phương án tốt nhất cho mình. Vậy giữa hai cái này là phương án nào là phương án tốt nhất? Vậy thì các bạn nên nắm ra được một cái vấn đề này nè. Không phải là cái phương án nào có lợi nhuận nhiều hơn nó là phương án tốt nhất đâu. Nó không phải nó như vậy đâu. Nó còn cái thông số lợi nhuận 12.000 đô, 10.000 đô nó để trên bàn của chúng ta để chúng ta cân đo đong đếm bởi những cái yếu tố khác nữa. Thì thường thường á, có người là họ chọn cái tiêu chí ngắn hạn tùy theo cái điều kiện của họ, nhưng có người thì họ chọn theo tiêu chí dài hạn. Thường thường là tuổi trẻ thì người ta hay đầu tư vào doanh nghiệp, sức còn trẻ người ta hay đầu tư vào doanh nghiệp, mở doanh nghiệp hình thành cho mình doanh nghiệp, bởi vì về lâu dài doanh nghiệp nó mang cái nguồn lợi vô cùng lớn. Nhưng mà thường thường cái tuổi người ta lớn tuổi á, người ta 50 tuổi, 60 tuổi, 70 tuổi á, thì có thể là người ta lại đầu tư vào đầu tư chứng khoán. Chứ người ta lại không ra mở doanh nghiệp nữa. Các bạn hình dung cho nó cân đong đo đếm bởi rất là nhiều yếu tố khác nhau. Mình ví dụ là bạn quen hai cô gái, nói vui một chút xíu, cô gái A và cô gái B, hoặc là một cô gái cũng vậy, có hai anh theo đeo đuổi, một anh A và một anh B. Anh A trước mắt có thể là đẹp trai, có tiền bạc, về trước mắt là thấy có những cái đó, nhưng anh không có chí thú làm ăn. Và một cái anh B, tiền thì ít, đẹp trai thì không có nhiều, nhưng mà rất là siêng năng, chí thú làm ăn. Và bạn ngồi bạn sẽ tính toán được trong ngắn hạn và dài hạn, đúng không? Và bạn sẽ có ra cái quyết định cho mình. Ví dụ như vậy cho nó vui. Để chúng ta dễ hình dung hơn. Đó là cái cách lựa chọn của một cô gái tùy theo cái cách của họ. Thường thường thì một nhà đầu tư chuyên nghiệp thì họ hay nhìn tới cái góc độ dài hạn, nhưng mà thường thường là nhà đầu tư bán chuyên nghiệp thì họ hay nhìn cái trước mắt, họ hay nhìn vào cái cơ bắp. Với mình, nếu mà trong cái dự án này thì chắc chắn là mình bỏ 100.000 vào đầu tư vào doanh nghiệp rồi. Bởi vì bên doanh nghiệp chúng ta biết cách thì nó sẽ tạo ra một lợi nhuận rất là to lớn. Vậy thì bây giờ chúng ta đến cái bước thứ tư là như thế nào, là chúng ta đánh giá các cái quyết định trong kinh doanh. Dựa trên cái chi phí cơ hội, chúng ta đánh giá những cái quyết định trong kinh doanh. Thì trong kinh doanh nó có một cái quyết định mà chúng ta phải hay làm hàng ngày, đó là liên quan tới tài chính, hay nó liên quan tới một yếu tố rất là quan trọng, đó là cái cơ cấu về vốn. Cơ cấu về vốn các bạn, cơ cấu về vốn. Thì khi mà cơ cấu về vốn thì các bạn thấy là doanh nghiệp nào cũng vậy. Cái cơ cấu về vốn là gì? Là mức độ mà công ty phải chi trả cho hoạt động của doanh nghiệp và phát triển doanh nghiệp. Họ dựa trên cơ cấu gì ạ? Cơ cấu nợ hoặc là vốn chủ sở hữu. Tài chính của doanh nghiệp nó đến từ hai cái yếu tố đó. Một là chúng ta nợ ai đó, chúng ta đi vay nợ ai đó. Hai là trên cơ sở là vốn chủ sở hữu chúng ta có được. Vậy nợ nợ là gì ạ? Nợ là những khoản chúng ta đi vay thôi. Nợ là những khoản chúng ta đi vay, vay từ các tổ chức á, ngân hàng đồ này kia đó. Hoặc là từ gì? Từ việc chúng ta phát hành trái phiếu. Trái phiếu đó, vốn của công ty nó đến từ hai cái nguồn này nè. Và nguồn thứ hai là người ta nói là vốn chủ sở hữu. Vốn chủ sở hữu, chủ sở hữu người ta gọi là vốn chủ. Vốn chủ thì nó đến từ cái gì Nó đến từ cổ phiếu. Cổ phiếu những người họ đầu tư vào công ty của ta. Hoặc là thứ hai là gì Từ lợi nhuận được giữ lại sau khi công ty hoạt động rồi, lợi nhuận nó được giữ lại. Thì vốn nó đến từ hai cái nguồn này.
Vậy thì họ phải có cái quyết định các bạn, cái chi phí cơ hội ở đây là cái người chủ doanh nghiệp đó, cái người điều hành doanh nghiệp đó, họ phải có được cái quyết định là khi nào thì dùng vốn bằng nợ và khi nào dùng vốn bằng chủ sở hữu. Họ sẽ cân đối giữa hai cái việc này để nó mang lại cái lợi ích nó cao hơn. Họ họ liên tục họ suy nghĩ đó, họ ra quyết định. Không phải đi vay là không tốt các bạn, mà không phải lúc nào cũng dùng vốn chủ sở hữu là tốt, nó không phải như vậy. Mình ví dụ ha, mình ví dụ ha, ví dụ như là bạn chỉ dùng vốn chủ sở hữu thôi, bạn chỉ dùng cái vốn chủ sở hữu thôi để bạn ra bạn mở gì à, bạn mở quán trà sữa ví dụ vậy, bạn mở quán trà sữa và do vốn chủ chúng ta nó có giới hạn mà, nên bạn mở quán thứ nhất, quán thứ hai, quán thứ ba, giả sử nên cái việc hoạt động kinh doanh quán trà sữa nó đã ngọt rồi, bây giờ chỉ việc là chúng ta nhân rộng thôi. Thì bạn mở quán thứ ba thì bạn tự nhiên bạn cái vốn chủ của bạn nó hết, và bạn phải chờ lợi nhuận nó đẻ ra để bạn mới mở được quán thứ tư, quán thứ năm, nó rất là lâu. Các bạn hình dung ra đồ này rồi chưa? Thì nếu mà bạn biết cách thì bắt đầu bạn mới đi vay hoặc là bạn huy động trái phiếu, mà ví dụ vậy để bạn có, bạn mở quán 4, quán 5, quán 6, quán 7, quán 8, quán 9, quán 10, rồi bắt đầu cái tiền lãi nó sinh ra, bạn đi trả nợ đi, rồi bắt đầu dùng cuối cùng bạn dư ra, bạn lãi ra. Mà nói nhanh nó là như vậy, bạn là có kiến thức tài chính thì bạn sẽ cảm nhận ra cái chỗ này nó rất là nhanh đó. Các bạn có hiểu được ý không ạ? Nên là chúng ta phải cân đối để chúng ta ra quyết định là khi nào chúng ta dùng cái vốn nào, chứ không phải lúc nào đi vay là nó xấu, nó không phải vậy. Đó. Thì trên cơ sở đó chúng ta sẽ đánh giá được nguồn lực tài chính của chúng ta, rồi chúng ta đánh giá được gì, nguồn lực nhân sự của chúng ta, rồi chúng ta đánh giá được nguồn lực thời gian của chúng ta, chúng ta đánh giá được gì, nguồn lực về sản lượng của chúng ta. Trên cơ sở đó chúng ta ra được cái quyết định nó rất là dễ. Mình có một cái ví dụ để cho bạn dễ hình dung. Bạn ra quyết định như thế nào, ví dụ như là bạn có một cái công ty sản xuất nội thất, mình ví dụ đi, thì một tuần, tổng thời gian một tuần mà công ty bạn có được, ví dụ cái doanh nghiệp của bạn, doanh nghiệp của bạn, cái doanh nghiệp của bạn sản xuất nội thất, thời gian mà tổng một tuần bạn có được là 450 giờ trên tuần, bạn có 450 giờ trong tuần cái công ty bạn nó có được, và công ty bạn nó sản xuất được hai sản phẩm. Sản phẩm thứ nhất là sản phẩm A là ghế 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 tựa, ghế có tựa, và như thế nào và để sản xuất một cái ghế tựa thì bạn mất hết 10 giờ để ra được một ghế tựa. Điều này có nghĩa là một tuần bạn sản xuất được 45 cái ghế, đúng không? 45 cái ghế, 45 cái ghế. Bạn có sản phẩm B, bạn có sản phẩm B. Sản phẩm B là ví dụ ghế sofa. Và cái ghế này là bạn mất hết 15 tiếng đồng hồ để bạn sản xuất ra đó. Và vậy thì một tuần tương đương với là bạn tạo ra được 30 cái ghế. Các bạn thấy chưa? Đó, tổng hợp các nguồn lực đó. Vậy thì nó cân đối với nguồn lực tài chính nữa. Nếu chúng ta tập trung thời gian cho làm cái ghế A thì chúng ta được 45 cái, và chúng ta tập trung làm cho cái ghế B thì chúng ta được 30 cái. Vậy thì chúng ta chọn sản xuất cái nào, nó thêm yếu tố tài chính nào, cái giá cả và lợi nhuận vào. Và chúng ta mới tính toán ra được, hóa ra làm cái 30 cái ghế sofa thôi nhưng nó như thế nào, nó giúp cho chúng ta lãi nhiều hơn, ví dụ vậy. Hoặc là cân đối với nguồn lực tay nghề cao hơn thấp hơn, nó rất là nhiều yếu tố. Nó mà trên cơ sở này thì chúng ta tính ra được cái chi phí cơ hội để chúng ta quyết định là chúng ta chọn làm A hay chọn làm B, để chúng ta đứng giữa các cái lựa chọn ở góc độ doanh nghiệp đó là như vậy. Ok, vậy là vừa rồi mình phân tích nhanh cái đó. Bây giờ qua cái yếu tố số 5, cái yếu tố số 5. Vậy thì chi phí cơ hội nó sẽ giúp cho chúng ta có những cái quyết định trong đời sống cá nhân. Đời sống cá nhân, trong đời sống cá nhân chúng ta là chúng ta đứng vô vàn trước những cơ hội lựa chọn. Mình ví dụ là bạn có nên thuê người giúp việc hay không. Ví dụ ha, ví dụ như là thường thường là chúng ta thấy là có nhiều người cứ rên rỉ than thở rằng là
làm việc nhà, lo những việc nhà nó mất thời gian quá. Vậy thì nó mất thời gian hay không mất thời gian thì bạn phải tính toán được, bạn phải tính toán được, bạn phải tính toán ra được nó như vậy. Ví dụ nha, một tuần bạn mất bạn dùng đến 10 tiếng đồng hồ để lo việc nhà. Ví dụ vậy. Và trong khi mà bạn đi làm, nếu mà bạn đi làm thì 1 tiếng của bạn làm thì bạn được 10 USD, ví dụ vậy. Bạn hình như bạn phải cân đối chứ không phải là bạn ngồi bạn rên rỉ than thở gì hết đó. Bạn nhận ra được không ạ? Rồi bây giờ tiếp, bạn khảo sát ngoài thị trường thì bạn thấy như thế nào ạ? Để thuê một người làm việc á, một người phụ việc á, giúp việc á, một người giúp việc á, giúp việc á, thì bạn chỉ cần gì ạ? 1 giờ thuê họ có $3, ví dụ vậy. Các bạn thấy chưa? Bạn đi làm 1 giờ có $10, nhưng bạn thuê họ 1 giờ có $3. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai á, bạn có thấy được rằng á, cái người giúp việc này họ rất là chuyên nghiệp, họ rất là chuyên nghiệp, và bạn cần tới 10 tiếng đồng hồ bạn mới giải quyết hết những công việc đó. Nhưng cái người giúp việc á, các bạn biết không ạ? Họ chỉ có 7 tiếng đồng hồ thôi, bạn hiểu chưa? Cái người giúp việc á, họ chỉ cần có 7 tiếng đồng hồ thôi, họ đã làm xong những cái việc nhà này. Các bạn thấy chưa? Bây giờ các bạn thấy chưa? Cái chỗ này này chúng ta lợi 3 tiếng cộng với cái chỗ này nè, các bạn thấy không ạ? Chúng ta lợi 1 giờ này. Các bạn bây giờ chúng ta lợi rồi tổng hợp lại, các bạn thấy chi phí bạn ngồi bạn tự nhẩm ra được mà. Mà nó cần phải tính ra đâu, bạn ngồi bạn tự nhẩm ra đây để cho nó quay đi. Thì bạn thấy khác nhau, thì khi mà bạn tính toán ra rõ được như vậy thì như thế nào ạ? Bạn biết là bạn phải quyết định cái gì, không cần phải bàn cãi nữa rồi. Các bạn thấy này tuyệt vời không ạ? Tuyệt vời. Hoặc là mình cho bạn một cái ví dụ khác. Ví dụ như bạn có quyết định đi học đại học hay không, cái là cái chia sẻ của mình, mà lấy ví dụ chứ không, mình không có khuyên nhủ ai nha. Để bạn tính toán thôi. Ví dụ là bạn có quyết định đi học đại học hay không, trên cơ sở nào, ví dụ ha. Ví dụ học phí học đại học, học phí nè, học phí học đại học, ví dụ chúng ta tính ra nhanh thôi, cái này là ví dụ mà. 10.000 USD trên năm. Đó. Nếu mà bạn đi học thì mỗi 1 năm bạn phải đóng 10.000 USD. Tuy nhiên, nếu mà bạn không đi học, thời gian này bạn không đi học, bạn đi làm. Ví dụ đi bạn đi làm. Thì bạn như thế nào ạ? Bạn làm được ví dụ là 20.000 USD trên năm. Ví dụ á, song song thời gian đi học này bạn không đi làm, bạn không đi học, bạn đi làm, bây giờ bạn kiếm được 20.000 USD trên năm. Vậy thì cái chi phí cơ hội ở đây nó là cái gì ạ? Vậy là nếu mà bạn quyết định đi học đại học thì bạn mất bao nhiêu ạ? Các bạn thấy chưa? Cộng hai cái này lại là 30.000 USD trên năm. Vậy thì nếu mà bạn quyết định học đại học thì bạn sẽ mất hết 30.000 USD trên năm. Cái đây là cái chi phí cơ hội. Bạn phải tính toán rồi, chưa nói nữa. Bạn mất cái gì nữa à? Bạn mất 4 năm kinh nghiệm nữa. 4 năm kinh nghiệm. Và những cái giá trị khác, giá trị về thời gian, giá trị về kỹ năng, giá trị về mối quan hệ, rất là nhiều thứ. Nhưng bây giờ mình tính nhanh ra ở ngay chỗ này, mình chỉ nói nhanh cái chỗ này thôi. Vậy thì bạn cứ cân đối là vậy thì chúng ta có nên học đại học hay không, và bạn phải tính toán ra được. Vậy thì lương, bạn phải tính toán lương của một người hiện tại tốt nghiệp đại học sau 4 năm thì họ nhận là bao nhiêu. Bạn hình dung chưa? Lương bạn đo đếm từ thị trường luôn. Hiện tại trung bình á, một người tốt nghiệp đại học thì năm 1 là họ nhận bao nhiêu, 2, 3, 4 là bao nhiêu. Bạn hình dung ra điều này chưa? Còn nếu mà bạn không đi học đại học mà bạn quyết định ngay bây giờ luôn, quyết định học để gì à, để ra mở doanh nghiệp luôn, thì 4 năm sau
chi phí ngồi bạn nó là bao nhiêu, ok chưa? Thì trên cơ sở này bạn sẽ ra được cái quyết định cho cái cuộc sống cá nhân của mình. Bạn hình dung ra điều này chưa? Vậy thì nếu bạn học đại học, cái câu chuyện là cái là nếu bạn học đại học thì bao nhiêu lâu bạn mới lấy lại được cái vốn này? Bạn hình dung được chưa? Và nếu chúng ta học đại học thì ra ngoài bắt buộc mức lương chúng ta phải là bao nhiêu về dài hạn như nào? Còn nếu chúng ta quyết định đi học với nhau luôn thì cái cơ sở chúng ta nó là cái gì? Đó, trên cơ sở đó các bạn phải ra được cái quyết định trong cái đoạn video này mình chia sẻ nó như vậy. Mình đặt ra vấn đề và chính các bạn phải ra được quyết định cho những cái vấn đề này. Đó là cái vấn đề của các bạn, nó không phải là vấn đề của mình. Mình đang gợi ý và tính toán cho các bạn thấy thôi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi cái đoạn video rất là tuyệt vời này. Hãy đăng ký cái kênh của mình, Facebook và kênh YouTube. Để như thế nào à? Để mình chia sẻ tiếp đoạn video thứ 30, 33 rồi còn rất là nhiều đoạn video. Và nhớ chia sẻ video này về nhà các bạn để cho nhiều người xem nữa. Mình sẽ quý các bạn rất là nhiều. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn một ngày tuyệt vời. Bye bye các bạn.